Rồi, người đẹp bắt đầu. Alo, cuộc sống về hưu xin mến chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình có mời mấy anh, mấy chị, bạn. Bạn nhưng mà toàn là những người mà lớn tuổi hơn mình đó, là tới đây ăn bún bò Huế. Thì bữa nay mình cắt cái rau muống. Bốn cái thùng rau muống này đó, là hôm đó là mình đã... mình cắt đầu tiên rồi đó các bạn. Thì bữa nay nè, bữa nay các bạn thấy nó tốt quá chừng. Bữa chiều nay á thì mình cắt để mà ăn bún bò Huế với lại chị đây á, chị làm gỏi rau muống. Gỏi rau muống ngon lắm đó các bạn. Đó, ngon quá chừng rồi. Cây mập hết sức luôn. Chị chiếu lại đây giùm em nè chị. Đó. Giờ nhỏ lớn gì em cắt hết luôn. Cắt nữa nó. Nhỏ lớn thì cắt hết luôn. Mình cắt xong cái em vô đất cái nó lên nữa. Ồ, năm nay trồng rau muống quá chừng các bạn ơi. Đó. Đó, qua thùng thứ hai. Chẳng lẽ mình cắt hết hả? Chiều nay em sẽ làm một cái trò bốc thăm. Hai thùng là mình giờ ăn bún với mình giờ làm gỏi đủ rồi hả chị? Với em có bào trong kia không, mới nữa rồi. Non quá nè các bạn. Nè. Coi là lá to xanh ngon ghê á các bạn. Rồi qua đây là cái thùng thứ ba. Bữa nay mình thu hoạch cải salad, cải bẹ xanh, rồi rau, các thứ này kia. Mình sẽ tặng cho mấy chị mỗi người một ít, giống như một bữa ăn. Đó. Là món quà của cô làm vườn. Công chúa. Công thuộc rồi. Công chúa này thuộc về công chúa Lọ Lem. Thời hiện đại. Bốn thùng quá chừng nó ngon ghê đó chị Quỳnh ơi. Qua thùng thứ tư. Đi chơi đâu về cũng lo tưới cây. Mình ăn thì mình phải tưới nó, chứ mình ăn rồi mình không tưới rồi. Quá xá ngon luôn á các bạn. Đây chưa, các bạn thấy ngon, rau muống ngon chưa? Đó. Mình cắt thêm một thùng này nữa các bạn. Đây là cái thùng này là lần đầu tiên thu hoạch đó các bạn. Đó. Còn bốn thùng hồi nãy là coi như là thu hoạch lần thứ hai đó. Ồ, cái này là lần đầu. Dạ, cái này là lần đầu từ lúc trồng tới bây giờ chị. Cái này. Cái thùng của cái nào mà dài để cho mình bóp. Có chứ. Trồng gì vậy chị? Trồng chơi mà ăn thiệt các bà con. Này cắt 5 thùng. Bên này bên nhà kiến lớn thì mình cắt 5 thùng. Người ta mà coi người ta không wow thôi á. Rồi chị bấm rồi. Không được. Chị quay phải để như vậy. Đếm số à mà. Bây giờ mình cắt ở bên đây nữa các bạn. Ở bên đây mình có coi như là 1 luống, 2 luống, 3 luống, 4 luống, 5 luống. 5 luống mà mấy cái luống kia là mình thu hoạch xong là mình nhổ gốc lên mình bỏ rồi đó các bạn, tại vì nhiều quá ăn không hết. Thành ra đó.
bên kia 10 thùng là ăn chết ngất rồi. Các bạn coi nè. Trồng về mà, trồng về mà không ham sao được. Không ham trồng sao được. Đây mình cắt nhiều ăn rồi. Này diễn viên ấy chứ trồng gì. Người này là người diễn viên đóng phim cho bà con. Quá trình luôn. Ba luống em nhổ em bỏ hết rồi. Em nhổ em bỏ lên. Này nhiều quá rồi ăn đâu có hết nữa. Trồng điên trồng khùng. Quá trình luôn các bạn. Sẽ chưa gốc cam vậy? Dạ, kể chưa chín cao, mình cắt sát qua cây nó dặn ngắt làm sao? Bây giờ mình cắt cải bà xanh các bạn. Bây giờ chưa mặt đây, mà cái này chị biết không? Dạ. Chắc chị Quỳnh hơi không, cái tôi đếm rồi. Đây, mình nhờ bà chị sắn giùm mình. Nó cứng quá, cái rễ nó cứng quá các bạn, mình sắn không nổi. Tại vì chiều nay ngoài mời mấy anh mấy chị ăn bún bò Huế. Bún bò Huế của bà Điệu thì mình làm cho mỗi người một phần quà là rau cải ở trong vườn của mình bốc thăm. Ví dụ như mình để chữ rau muống mà ai bốc thăm đúng với chữ rau muống thì được một bịch rau muống, một bó rau muống. Còn nếu ai mà bắt thăm nhầm cải á, thì được cải bè xanh á, thì được cải bè xanh, cải xà lách á, thì được cải xà lách đó. Cái này nó bị đứt rồi. Dạ không sao chị. Cây này luôn hả? Cây đó luôn chị. Mấy bên này chị Quỳnh biết không, cắt rồi mới mốt cái này em trồng cải bẹ ngọt đó chị. Em trồng mỗi một cây chậu một một cây á, nó ra cây bự lắm chị Quỳnh. Mùa này còn kịp không? Kịp chị. Dạ. Tại nó trong nhà kiến đó. Ở đây mình cắt thêm 4 cây nữa chị Quỳnh. Ừ. Cắt hết 4 cây này nữa. Rất là mê. Dạ mình cắt. Mình cắt mấy cây lớn nữa, mấy cây nhỏ mình chừa lại chị. Dạ. Trời ơi nấu canh. Nấu canh thịt bằm hay là nấu canh tôm gì ăn cũng ngon hết các bạn ơi. Đó, cái gương. Cây này luôn chị, cây bên đó luôn chị. Dạ. Người bác phải bỏ tí gừng. Cái đó đó thì đó, bỏ tí gừng á. Em cũng bỏ chừng một lát gừng thôi, lát gừng cắt ra. Đây cây này nữa chị. Cây này già không? Nó cây đó, ừ. Đó. Bây giờ mình cắt salad luôn các bạn. Công trình. Dạ. Cái người nào mà bốc thăm trúng salad á thì được mấy cây salad. Bốc thăm trúng cái gì là được cái nấy thôi chứ ha. Không được chọn các bạn. Không có nói. Ừ. Đẹp luôn. Quá trời đất. Các bạn coi một cái cây cải salad nè. Cây này mới đập đá chừng này. Chuyển làm nè. Wow. Em trồng cải bẹ ngọt nó cũng bự cây lắm chị. Nó hai cái cây cải này. Nó bởi vì nó cứng mà em cắt đâu nổi đâu. Đúng là super mom, super lady mà. Còn em thuộc về super yếu xìu. Super wow, chị cầm lên cho em coi coi nè. Oh, wow, hai cái cải này. Chắc mấy cái lá ở ngoài chắc nó bị già rồi, nó bự quá chị Quỳnh ơi. Làm cải, làm dưa. Đó, bự quá cái này. Chị, mình bỏ đây chị. Đó, salad. Đây chị, mình bỏ đây. Các bạn coi một cái cây cải salad nè. Đó. Super trồng mà bà con. Không ngờ luôn. Chắc cái cây này chừa lại cho em. Chừa lại đúng cho rồi. Em
để dạ. nhà ăn. Dạ. Cái rau húng lủi mà mình trồng là các bạn, lá nó to nè, mà nó thơm, mà cái loại rau này nó không có bị lông á các bạn, nó thơm lắm. Cái này là chiều nay không có ăn cái gì cái này hết, nhưng mà cắt để là để làm bốc thăm đó, làm quà bốc thăm đó. Mình cũng ăn qua cắt rau dấp cá nè các bạn. Các bạn biết không, ở Canada này mà muốn mà gầy giống rau dấp cá đó nó rất là khó các bạn, rất là khó các bạn. Quá trời tí tô tốt để ăn bún bò Huế là phải có tí tô, rồi làm quà nữa, làm quà sọc rai bốc thăm nữa. Nếu mà ai mà trúng rồi thêm nữa, chị cắt mà em quay bụi đó đi, nó dè ra đó, đó đẹp quá. Dạ, nó chừa cái bông lại lại rồi nó nhiêu đó đủ rồi chị, rồi ra té lửa. Các bạn coi salad nè các bạn đó. Bên này là tí tô, còn đây là rau dấp cá các bạn, còn đây là húng lủi, còn đây là rau muống đó. Các bạn coi rau muống nè, ngon mà mập quá chừng luôn đó. Rồi bên đây là cải bè xanh, thì bữa nay mình thu hoạch nhiêu đây thôi, cà đồ này kia cũng nhiều lắm nhưng mà mệt quá rồi, tại vì mình đang cắt vào buổi trưa các bạn, nóng đổ mồ hôi luôn. Bà chữ xị này quá chừng luôn, trồng rồi rau muống cho bà con nó. Hôm nay thu hoạch rau là nấu bún bò Huế, nấu bún bò Huế đãi con cho mấy chị ở trong hội tuổi vàng đó các bạn đó. Mấy anh mấy chị này trong hội tuổi vàng đây.